Làm gì vậy? Giờ đi luôn hả? Anh nói giờ anh đi múc mô mai, cúc mô trồng mai á anh em. Để mình theo ảnh quay cho anh em xem nha. Xem tay nghề ảnh cúc mô mai như thế nào ha. Cúc mô mai cũng khó mà cũng dễ nha anh em. Biết ý thì rất là dễ. Chạy bộ rắn luôn hả? Chạy bộ hai chú bà ta. Em coi ảnh chú bà chạy bộ chú bà quá. Số điện thoại của anh để trên cần đó anh em, 0944928396. Anh em có làm gì thì liên hệ anh em. Cuốc mùa mai múc đất chở lên clip rồi ha. Bà này mới mua bà bự nè, hết cẩm rồi, bà nhỏ hổng cẩm quá. Cầu yếu xịu à, cầu này mua và cái có sẵn luôn á, người chủ trước đóng hơi yếu. Ôi và kia sông Nhân Trì ngay, ôi kẹt vô bà, kẹt vô cái bè bà đó. Coi kỹ thuật của anh lái cầu lần nha. Ê, chân kẹt vô. Thấy màu nó quặp vô cái cần nó ta. Chừng bể thống nhất. Ra. Cầu này nó ra mày quá và cái bên cũng phà ảnh luôn, phà máy cài à, máy cài chiếc co đấu đầu rồi, dàn số dài của ảnh luôn rồi. Bà này trôi không? Có. Để em lại xe lái em quay cái bên lái. Bên lái quay lần nha anh em. Đó.
Anh em thấy bánh lái qua âm chế quay lần không? Đó. Bố không nhớ luôn. Cái này kêu cái ổ gì nè. Ổ bót hả anh em, ổ bót. Bánh lái nè. Chìm bố ông xuống nè. Hai ống vô ti nè, còn hai ống kia vô bơm. Hai ống vô ti nè. Giờ anh đi cút mô mai nha anh em. Khu vực này người ta trồng mai dữ dằn lắm nên tối ngày đi cút mô mai. Nè. Bơm một cái một ống vô một ống vô bơm nè, còn một ống vô thùng nhớt. Này là thùng nhớt. Để mình quay chơi chơi lượt về cái bánh lái này anh em cho em chơi nha. Này không có ảnh nhà anh đi rồi, phải có ảnh nhà mình kêu ảnh đề máy test anh em cho em ha. Này lắc cái là ti dưới chiều chạy liền nha, nếu đề máy lên mới được nha anh em. Đó, bốn ống đi xuống nè, bốn ống đi xuống, hai ống vô ti ben, ti ben hai chiều. Rồi hai ống này sẽ luồn đi lên lên đây, một ống vô bơm chìm qua máy, còn một ống còn lại thì gắn vô bình nhớt chế luôn nè, còn ống tiếp lớn đó, chỉ nhiêu đó thôi. Này tự anh chế luôn anh em, lái ngồi lái xuống lắm. Để bữa nào mình kêu anh test anh em xem nha, lái xuống lắm anh em ơi. Máy này thì máy Isuzu Trung Quốc, chạy cũng khá mạnh. Có nhiều anh em hỏi tắt máy lái được không anh em, để giờ mình sẵn về mình trả lời luôn nha. Nếu mình đang chạy tới ngay cái cầu bắc ngang sông anh em, mà lỡ mà chân dịch xuống cái bao tắt máy thì cái phà anh sẽ lủi là và đụng thẳng vào cái cầu. Bữa anh nói vậy á, tắt máy là sẽ cứng bánh lái, cứng cống, nó hành xui đi. Rồi, nói vui vậy thôi chứ không có trường hợp đó đâu. Bữa nào mình sẽ test này cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha.